Hot News Showbiz. Hot, thư ký Kim Park Min-young tự tay để lộ hình ảnh hẹn hò với phó chủ tịch Park Seo-joon. Sau khi hợp tác trong bộ phim đình đám thư ký Kim Sao Thế, Park Min-young và Park Seo-joon vướng tin đồn phim giả tình thật. Mặc dù cả hai bên đã lên tiếng phủ nhận, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng ngày nào đó tin đồn này trở thành sự thực. Và sau hơn 2 năm kể từ thư ký Kim Sao Thế, mới đây tin đồn hẹn hò của cặp đôi họ Park lại rộ lên một lần nữa khi Park Min-young được cho là để lộ ảnh hẹn hò với Park Seo-joon. Cụ thể, thư ký Kim đăng lên Instagram ảnh đi ăn tối qua hình ảnh phản chiếu trên ly rượu vang tới một bóng người đối diện cô đang đeo khẩu trang. Netizen lập tức soi ra ngay bóng người này có phần giống với Park Seo-joon, rộ lên tin đồn cặp đôi hẹn hò đi ăn với nhau. Tuy nhiên, đây mới là suy đoán của một số fan yêu thích Park Min-young và Park Seo-joon. Một số dân mạng cũng đặt tin nghi vấn liệu đây có phải là bức ảnh ghép hay đơn giản bóng người phản chiếu trên ly rượu không phải là Park Seo-joon, mà chỉ là trùng hợp đeo khẩu trang màu trắng. Thực hư câu chuyện ra sao sẽ vẫn phải đợi phản ứng từ người trong cuộc. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé! Hot News Showbiz.